Bóng đèn. Bóng đèn. Bồn rửa. Bồn rửa. Cửa sổ. Cửa sổ. Quạt điện. Quạt điện. Bếp ga. Bếp ga. Bồn tắm. Bồn tắm. Cầu thang. Cầu thang. Cửa. Cửa. Giường. Giường. Rèm. Rèm. Bát. Bát. Cốc. Cốc. Thìa. Thìa. Đĩa. Đĩa. Dao. Dao. Dĩa. Dĩa. Đũa. Đũa. Khăn ăn. Khăn ăn. Chai. Chai. Ly. Ly. Chìa khóa. Chìa khóa. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc. Chậu hoa. Chậu hoa. Ô. Ô. Công tắc. Công tắc. Lược. Lược. Ổ điện. Ổ điện. Tivi. Tivi. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa. Tay nắm cửa. Tay nắm cửa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Ồ, đúng rồi. Bồn rửa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Hoan hô. Bóng đèn. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Thật tuyệt vời. Cửa sổ. Chọn từ phù hợp với ảnh. Đúng rồi. Bồn tắm. Chọn từ phù hợp với ảnh. Hoan hô. Quạt điện. Chọn từ phù hợp với ảnh. Thật tuyệt vời. Bếp ga. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Hoan hô. Ly. Chọn
chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Ồ, đúng rồi, dĩa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Bé đã làm được rồi, đĩa. Chọn từ phù hợp với ảnh. Xuất sắc. Dao. Chọn từ phù hợp với ảnh. Bé làm giỏi quá, trai. Chọn từ phù hợp với ảnh. Xuất sắc. Bát. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Thật tuyệt vời. Tay nắm cửa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Ồ, đúng rồi. Ô. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Rất tốt. Chậu hoa. Đâu là công tắc? Chuẩn rồi. Công tắc. Đâu là máy sấy tóc? Ồ, đúng rồi, máy sấy tóc. Bé hãy chọn ra điều khiển từ xa. Bé giỏi quá. Điều khiển từ xa. Cầu thang. Cầu thang. Hầu hết cầu thang đều có tay vịn giúp ta không bị ngã khi đi. Rèm. Rèm. Em bé thích chơi với rèm cửa. 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 Trước khi vào phòng người khác, hãy nhớ gõ cửa nhé. Bóng đèn. Bóng đèn. Bóng đèn. Bóng đèn khi được kết nối với điện sẽ phát sáng. Bồn tắm. Bồn tắm. Cạnh bồn tắm có một cái rèm. Cửa sổ. Cửa sổ. Con chim sà xuống cửa sổ. Giường. Giường. Có hai cái gối ở trên giường, đúng không bé? Quạt điện. Quạt điện. Quạt điện. Quạt điện thổi mát quá. Bồn rửa. Bồn rửa. Jane đang vệ sinh bồn rửa. Bếp ga. Bếp ga. Bếp ga giúp ta nấu chín đồ ăn nhanh hơn. Bát. Bát. Ở Việt Nam, chúng ta dùng bát để ăn cơm. Dĩa. Dĩa. Bé cầm dĩa bằng tay nào? Đũa. Đũa. Để gắp được thức ăn, bé cần dùng đũa theo đôi. Đĩa. Đĩa. Đĩa dùng để đựng thức ăn. Cốc. Cốc. Cốc thường có quai cầm. Dao. Dao. Dao cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ. Ly. Ly. Ly thường trong suốt và có chân đứng. Chai. Chai. Chai thường dùng để chứa chất lỏng, có cổ nhỏ và dài. Thìa. Thìa. Bé biết tự dùng thìa để xúc ăn đúng không nào? Khăn ăn. Khăn ăn. Mẹ giúp bé dùng khăn ăn lau sạch miệng. Ô. Ô. Trời nắng, bé có dùng ô che không? Lược. Lược. Bé đã từng dùng lược để chải lông cho thú cưng chưa? Tivi. 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 Tivi có nhiều chương trình giải trí cũng như chương trình khoa học. Ổ điện. Ổ điện. Để sử dụng thiết bị điện, ta cần cắm dây của chúng vào ổ điện. Chìa khóa.
Chìa khóa có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Chậu hoa. Mẹ có muốn tự tay mình trồng một chậu hoa không? Máy sấy tóc. Máy sấy tóc có thể làm khô đồ ướt. Tay nắm cửa. Để đóng mở cửa, chúng ta vặn tay nắm cửa. Công tắc. Hãy nhớ lại xem điều gì đã xảy ra sau khi Jane đóng công tắc. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa có thể dùng để điều khiển tivi mà không qua dây dẫn.